Hương Giang idol tóc vàng rực rỡ ở sân bay. Người đẹp chuyển giới xuất hiện với màu tóc nổi bật khi lên đường sang Mỹ lưu diễn. Sau ồn ào thóa mạ với Lâm Chi Khanh, Hương Giang idol bất ngờ thay đổi hình ảnh khi nhậm tóc vàng rực. Sự lột xác của cô về ngoại hình nhanh chóng tạo sức hút với fan. Chiều ngày 27 tháng 7, người đẹp chuyển giới được trợ lý đưa ra sân bay để lên đường sang Mỹ lưu diễn. Cô diện cả cây denim, khỏe khoắn, đeo túi cùng tông màu và kính mắt xanh liều. Hương Giang vốn có cơ thể gợi cảm, nên cô luôn biết chọn những bộ cánh tôn lên đường cong của mình. Cô chia sẻ, thời gian qua, cô không may khi vướng vào scandal với Lâm Chi Khanh. Thay vì đáp trả mạnh mẽ, cô lên tiếng một cách nhẹ nhàng vì không muốn dư luận chú ý về chuyện đời tư bên lề. Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, cô tập trung vào thực hiện sản phẩm mới. Người đẹp chuyển giới vẫy tay chào bạn bè trước khi lên máy bay. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.